Cũng liên quan đến tuyển quân, thưa khán giả, việc bù đổi sau khi giao quân hàng năm chủ liên quan đến tiêu chuẩn sức khỏe. Nhưng rõ vấn đề này, những ngày qua huyện Nhân Trạch tỉnh Đồng Nai đã triển khai nhiều biện pháp nâng cao chất lượng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024. Hơn 7 giờ sáng tại trung tâm y tế huyện Nhân Trạch, hàng trăm thanh niên chuẩn bị nhập ngũ năm 2024 đã có mặt để chờ khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024. Các thanh niên đến khám sức khỏe xếp hàng trật tự, thống nhất và tự giác thực hiện nghiêm quy định. Mỗi thanh niên một hoàn cảnh, song ai cũng hồi hộp chờ đợi đến lượt mình khám sức khỏe với mong muốn trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Khi nhận được giấy khám nghĩa vụ quân sự, em cũng như nhiều thanh niên khác cảm thấy rất vinh dự, tự hào. Ngay khi nhận được lệnh khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, em đã sắp xếp thời gian công việc có mặt tại điểm khám đúng quy định. Em hồi hộp và hy vọng mình có đủ sức khỏe để nhập ngũ, được tiếp bước cho anh, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn khi bước ra ngoài xã hội. Công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2024 được huyện Nhân Trạch triển khai theo các chuyên khoa gồm ngoại khoa, da liễu, mắt, điện tim, siêu âm, xét nghiệm, tư vấn, răng hàm mặt. Để bảo đảm khám chính xác, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp đã phổ biến rõ những quy định trong khám sức khỏe như không sử dụng chất kích thích, không ăn sáng để lấy mẫu xét nghiệm chính xác, cũng như những quy định về xử lý vi phạm trong khám sức khỏe. Để tuyển chọn những thanh niên mà đủ điều kiện sức khỏe, đảm bảo nguồn lực nhập ngũ của các trung tâm y tế huyện đã tổ chức khám đúng lực nghĩa vụ quân sự thông tư 16 của Bộ Y tế và đảm bảo cái chặt chẽ và khách quan. Sau khi giao quân hàng năm, quân khu 7 đều thành lập hội đồng tổ chức kiểm tra lại sức khỏe thanh niên nhập ngũ tại các đơn vị. Thực tiễn trước đây, việc bù đổi sau giao quân cũng chủ yếu liên quan đến tiêu chuẩn về sức khỏe của thanh niên. Từ thực tiễn đó, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện đã chủ động phối hợp với ngành y tế và các ban ngành xây dựng kế hoạch huy động các bác sĩ, nhân viên y tế có trình độ, kinh nghiệm và triển khai nhiều trang thiết bị y tế hiện đại. Trước đó, ngành y tế đã tổ chức tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ nhân viên về công tác khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, đồng thời thành lập tổ chuyên môn kết luận cụ thể cũng như tổ chức kiểm tra, thẩm định, khám lại các trường hợp có kết quả nghi ngờ, vướng mắc hoặc có khiếu nại. Thì trung tâm y tế đã huy động đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm tham gia vào hội đồng khám và đoàn cũng đáp ứng đầy đủ những cái trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho đoàn khám. Tính đến thời điểm này, cơ quan quân sự huyện đã tích cực chủ động và tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện, huyện ủy, ủy ban huyện đã chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong thực hiện các khâu, các bước trong công tác tuyển chọn, gọi công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2024. Với các biện pháp chủ động, cách làm khoa học cụ thể, huyện Nhân Trạch sẽ thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2024, tuyển được những thanh niên có sức khỏe, trình độ, phẩm chất tốt vào quân đội trong thời gian tới cũng như xây dựng lực lượng dự bị động viên địa phương vững mạnh sau này.